Hello, chào các bạn. Cuối cùng thì cái series bay và phiến cát này đã kết thúc trong video clip cuối cùng này. Mình sẽ tổng kết qua các cái nội dung trong cái series để mà cho các bạn dễ tìm hiểu ha. Đầu tiên đó là chúng ta nhớ lại cái định nghĩa của ngân hàng. Thì ngân hàng là một cái trung gian quản lý tài chính Hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đó là thu hút của đồng tiền của dân tư và cho vay ra để mà kiếm lời. Cái cuối cùng là ngân hàng là một cái đầu mối quản lý và cung cấp dịch vụ tài chính. Các bạn thấy ngân hàng nó luôn đóng một cái vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế và cốt lõi về mặt tài chính, cốt lõi về mặt quản trị tài chính thì luôn là vai trò của ngân hàng. Bất kỳ một nền kinh tế nào thì ngân hàng luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Fintech. Fintech là gì? Fintech là tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ các bạn thấy bất kỳ một cái doanh nghiệp nào cung cấp các dịch vụ tài chính, ví dụ như là thanh toán cho vay, các cái dịch vụ về mặt bảo hiểm vân vân thì cung cấp thông qua công nghệ thì chúng ta đều gọi là fintech cả. Các bạn thấy là bản thân internet banking, bản thân digital banking thì họ cũng là một fintech tại vì họ cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua công nghệ. Các bạn thấy các ngân hàng số ví dụ như là Timo, ví dụ như là Kek, Ubank họ đều có thể gọi là fintech cả. Một trong những cái ưu điểm nhất của fintech đó là ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong việc phát triển sản phẩm, làm vào trong việc kinh doanh vân vân. Thì vì sao được như vậy? Là vì do fintech có một cái cơ cấu khá là đơn giản, nó nhỏ, nó không có gồm cần phức tạp như là ngân hàng, dẫn tới họ rất là dễ thích nghi với thị trường, họ rất là dễ cung cấp những cái công nghệ mới, họ rất là dễ áp dụng những cái công nghệ mới các bạn thấy giữa fintech và ngân hàng như vậy, fintech nó cung cấp những cái dịch vụ tài chính thông qua công nghệ như vậy thì nó có là đối thủ nó có ảnh hưởng gì tới cái việc phát triển của ngân hàng hay không? cái thứ nhất là các bạn nên hiểu họ là một cái mối quan hệ cộng sinh, uh, fintech không phải là một cái mối đe dọa gì lớn đối với ngân hàng, tại vì hai cái mối quan hệ này là mối quan hệ cộng sinh và fintech muốn hoạt động được thì các bạn thấy là trong các bài học trước chúng ta đã nói là rất là nhiều là ngân hàng cung cấp rất là nhiều nền tảng rất là nhiều back end cho fintech để mà hoạt động, fintech không có ngân hàng cũng không có sống được, cho nên là là cái việc mà chúng ta thấy là fintech là một mối đe dọa của ngân hàng chưa chắc và thực sự là một phần nào đó cái tâm lý người dùng đó, người ta vẫn tin tưởng ngân hàng hơn đối với fintech tại vì sao tại vì fintech là chúng ta là những doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa chúng ta không thể nào mà đấu tranh được với ngân hàng và bản thân fintech muốn làm ăn muốn làm việc được thì đôi khi fintech cũng phải vay tiền của ngân hàng để mà làm việc chứ để mà làm ăn chứ cho nên là thật sự đây là một mối quan hệ rất là cộng sinh chứ không phải là một mối quan hệ đe dọa gì của nhau cả ngoài ra fintech còn cung cấp các công nghệ hiện đại cho ngân hàng các cái công nghệ fintech cung cấp ví dụ như là voice bot chat bot AI, các cái công nghệ liên quan tới Redis scoring, các cái công nghệ liên quan tới việc là thanh toán hiện đại, các công nghệ liên quan tới việc là blockchain, cryptocurrency vân vân rất là nhiều cái, ngân hàng làm được đó. Ngân hàng tự họ làm được đó Nhưng ngân hàng muốn làm đòi hỏi họ phải Dành ra rất là nhiều tiền đó là để đầu đầu tư nè Ngân hàng phải dành ra rất là nhiều thời gian Để mà nghiên cứu, để mà trình tá, trình ký nè Ngân hàng phải thay đổi cơ cấu làm việc của họ rất là nhiều nè Dẫn tới thì họ sẽ tận dụng những cái nguồn lực có sẵn Tận dụng những cái công cụ có sẵn Và thậm chí đôi khi họ sẽ mua luôn FinTech Để mà phục vụ cho họ chúng ta thể thấy là một mối quan hệ cộng sinh chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái mối quan hệ mang tính là cạnh tranh mang tính là triệt hạ nhau rồi một cái chủ đề trong cái series này nó là chủ đề chuyển đổi số thì chuyển đổi số không có nghĩa là mua phần mềm hệ thống để áp dụng cho các bước trong quy trình truyền thống quy trình xử lý tay mà chúng ta gọi là chuyển đổi số mà nói tới chuyển đổi số chúng ta phải có bao gồm hai giai đoạn thứ nhất chúng ta phải thay đổi quy trình thay đổi từ quy trình truyền thống sang quy trình xử lý số cái thứ hai là dựa vào quy trình xử lý số chúng ta sẽ xây dựng những cái sản phẩm số phù hợp để mà đáp ứng những cái quy trình xử lý số đó. Đúng là thế giới ảo là sự phản chiếu của thế giới thật nhưng sự phản chiếu không có nghĩa là bảo hòa, không có nghĩa là hòa tan mà chúng ta phải xây dựng những cái sản phẩm số đặc trưng, sản phẩm số phù hợp đối với cái sản phẩm truyền thống đó. Và cái cuối cùng đó là luôn cần một cái chiến lược rõ ràng. Chiến lược đi rõ ràng từng bước từng bước, đừng vội, muốn nhanh thì phải từ từ muốn chắc ăn muốn nhanh ở khúc sau thì chúng ta phải từ từ chúng ta phải chuẩn chỉnh ở khúc đầu thì cái đó chúng ta mới tạo thành một cái hệ sinh thái số một cách rõ ràng các bạn đừng có bao giờ mà các bạn cứ thực hiện theo góc độ là chúng ta cứ chuyển đổi số là chúng ta cứ ào ào chúng ta cái gì chúng ta cũng muốn hết á rồi cuối cùng tiền đầu tư rất nhiều nhưng không chắc gì các bạn mang tiền về được các bạn có thu hồi vốn được hay không? Chúng ta phải đi từng bước, từng bước đảm bảo những cái giá trị cốt lõi, đảm bảo những cái nội dung cốt lõi đi cái đã rồi chúng ta hãy phát triển thêm, chúng ta hãy phát triển mạnh mẽ thêm. Rồi trong phần tiếp theo, bài tổng kết này mình muốn nói về một cái overview về những kiến thức, kỹ năng cần có để mà các bạn có thể phỏng vấn đó. các bạn có thể chuẩn bị trang bị cho mình để các bạn bước vào cái thế giới số này bước vào cái thế giới ban và phiên này đầu tiên là những cái kiến thức mà các bạn cần phải trang bị một là các bạn phải có những kiến thức về mặt tài chính các bạn sẽ thấy là đây là những cái môn rất là cơ bản về mặt kinh tế các bạn có thể tìm kiếm những cái cuốn sách liên quan tới những cái giáo trình mà các sinh viên đại học kinh tế sinh viên học viện kinh tế sinh viên các ngành kinh tế người ta học những cái kiến thức cơ bản về mặt tài chính cái tiếp theo là kiến thức nghiệp vụ về mặt ngân hàng kiến thức về mặt nghiệp vụ của về mặt ngân hàng thì rất là nhiều thì các bạn có thể tham khảo các video clip trước mình đã chắc lọc những cái kiến thức cơ bản nhất những cái kiến thức cần thiết nhất để mà các bạn có thể đi vào ngân hàng rồi các bạn có thể tham khảo những cái video clip đó từ những video clip đó các bạn có thể tìm kiếm những cái cuốn sách về nghiệp vụ ngân hàng thương mại để các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc là các bạn có thể tham gia những cái khóa bổ túc nghiệp vụ ngân hàng thương mại của các cái học viện ngân hàng đại học ngân hàng Ở tuy nhiên thì thật ra mình cũng không có khuyến khích các bạn học những cái lớp đó tại vì nó rất là nhiều và các bạn thật sự cái kiến thức của những cái lớp đó nó cũng không có phải phù hợp hợp nhiều với thực tế đâu nó thiệt với các bạn là những cái kiến thức đó nó chỉ giống khoảng cao lắm thì khoảng 50% thực tế thôi, nó không có nhiều. À, những cái video clip của mình mình đã chất lọc, mình đã Uh, chắc lọc đó cho bạn rất là nhiều cái kiến thức cần có để mà các bạn có thể có thể phỏng vấn tham gia vào rồi các bạn có thể có những cái nền tảng hiểu rõ để các bạn các bạn khi mà các bạn có cơ hội vào làm thì các bạn có thể trau dồi thêm uh, tiếp theo là những kiến thức về mặt dịch vụ tại vì những cái ngành fintech những cái ngành ngân hàng thì tất cả đều là ngành dịch vụ cả vì các bạn cần có những kiến thức về mặt dịch vụ tiếp theo là những kiến thức về mặt chăm sóc khách hàng các bạn trong một cái môi trường này cực kỳ mô hình vàng trạng liên quan tới việc chăm sóc khách hàng và cuối cùng như mình nói nha phải có nhiều trải nghiệm quan trọng nhất đối với làm công việc là ba nói chung nè là công việc đồ đất nói chung nè là bất kỳ một ngành nghề nào thì cái quan trọng nhất nó là trải nghiệm à, các bạn thể thấy là kinh nghiệm chứ không kinh nghiệm nó chỉ giúp cho chúng ta có thể hạn chế những cái sai sót kinh nghiệm nó giúp cho chúng ta có thể làm nhanh hơn nhưng cái nhược điểm của kinh nghiệm nó là nó chỉ gói gọn trong một cái lĩnh vực nhất định mà thôi nó chỉ gói gọn trong một cái phạm vi mà các bạn hay làm chứ nó không có thể cho các bạn nhiều góc nhìn không có thể cho các bạn nhiều cái kiến thức cuộc sống nhiều kiến thức xung quanh cho nên cái việc trải nghiệm rất là quan trọng các bạn và bản thân mình khi mà chúng mình làm việc mình nhờ vào những cái trải nghiệm ở những cái ngành nghề khác nhau giúp cho mình làm việc một cách rất là smooth, giúp cho mình một cách rất là trân tru và giúp cho mình có nhiều cái góc nhìn khác nhau về cuộc sống, góc nhìn khác nhau về làm việc chứ không phải mình chỉ quan tâm nhiều vào xoáy sâu vào một cái kinh nghiệm nào đó. Nói về kỹ năng thì cái đầu tiên mà mình muốn nói đó là critical thinking, tư duy phản biện. Chúng ta phải nhìn góc độ một cách đa chiều, chúng ta phải phân tích được mạnh yếu ưu nhược điểm Chúng ta không phán xét Chúng ta không áp đặt Đó là cái quan trọng nhất của bất kỳ một cái bạn nào Làm việc trong môi trường bay và phim tách Thứ hai là các, các cái kỹ năng liên quan tới phân tích Ví dụ như là phân tích nghiệp vụ Phân tích tài chính, phân tích hệ thống Phân tích kinh doanh Rất là nhiều thứ về mặt phân tích Cái thứ ba là decision making Chúng ta làm gì chúng ta phải cũng phải quyết đoán Chúng ta không phải quyết đoán chứ không phải chúng ta cứ đồng đẩy trách nhiệm. Chúng ta không phải cứ nhờ người này người kia quyết định cho chúng ta. Chúng ta không phải tỏ ra dân chủ để mà chúng ta đùng đẩy trách nhiệm. Chúng ta tỏ ra dân chủ để mà chúng ta thể hiện cái sự yếu kém của chúng ta về mặt quyết định. Chúng ta phải là một người rất là quyết đoán. Cái thứ tư là cái kiến thức, cái, cái kỹ năng về mặt technical. Technical ở đây là những cái kiến thức kỹ năng về mặt từng loại nghiệp vụ khác nhau. Ví dụ như là nghiệp trong ngân hàng cho fintech có những nghiệp vụ liên quan tới xử lý thanh toán, liên quan tới xử lý công việc, liên quan tới bán hàng, liên quan tới số liệu, phân tích hệ thống vân vân, rất là nhiều các kỹ thuật. Và cái cuối cùng là IT. Chúng ta là một làm việc trong cái thế giới số thì chúng ta phải có những cái kiến thức căn bản về coding, kiến thức căn bản về mạng, về hạ tầng vân vân. Thì các bạn nên hiểu là ở đây không phải là chúng ta làm để giúp chúng ta thay công việc của các bạn IT nhưng chúng ta cần phải nắm cần phải hiểu để mà trong trường hợp các bạn it làm thì các bạn biết là người ta họ làm gì ra sao các bạn có thể decision making và mình muốn chia sẻ cho các bạn một số cái tip khi mà các bạn đi phỏng vấn Ờ, thứ nhất là các bạn đừng bao giờ học vẹt theo list câu hỏi, dù là các bạn làm fresher junior hay là các bạn làm senior, senior mà theo list là chết rồi, Hả? cái đó không bài. Còn fresher junior đừng bao giờ theo list, tại vì các bạn học vẹt, các bạn tham khảo những cái câu hỏi trên mạng, trên hình kia, các bạn làm theo list, chắc chắn là các bạn sẽ gặp fail. Người ta đánh fail của các bạn nhanh lắm, tại vì các bạn học một cách học vẹt cứng nhắc trong khi đi làm người ta cần cái tư duy người ta cần cái sự linh hoạt của các bạn chứ không phải người ta cần một con vẹt người ta không cần một con robot vẹt học ấy thì chắc chắn thì các bạn sẽ không thể nào có lương cao được tại vì các bạn không biết làm cái gì đâu đây không phải là luyện thi đại học cho nên là các bạn học vẹt học theo dạng list câu hỏi học theo dạng list này list kia là chắc chắn các bạn fail luôn người ta các bạn nên hiểu là người ta rất là thông minh không thể nào mà người ta nghe người ta biết là các bạn có chuẩn bị câu hỏi người ta học theo list và bản thân nha các bạn học tủ như vậy chắc chắn là các bạn bị tủ đè tại vì trừ phi là cái người phỏng vấn của các bạn không có năng lực thôi. Còn cái người phỏng vấn của các bạn có năng lực không bao giờ người ta hỏi các bạn theo list. Cái thứ hai, các bạn đi là các bạn phải tìm hiểu kỹ sản phẩm và thị trường mà các bạn đang phỏng vấn. Đây là lý do vì sao là các bạn đừng bao giờ các bạn chỉ đơn thuần là các bạn xin cái job description mà các bạn phải hỏi kỹ bằng HR coi là cái sản phẩm, cái môi trường mà cái vị trí mà người ta đang làm, người ta đang tuyển dụng á là người ta làm sản phẩm gì ra sao để mà các bạn coi trên thị trường, coi sản phẩm trên thị trường nó đang theo xu hướng nào, theo ra sao, đang có những cái xu hướng mới gì để mà các bạn có sự chuẩn bị, các bạn có sự tìm kiếm, sự, sự chuẩn bị về các cái giải pháp mà các bạn sẽ đưa ra. Cái điểm thứ ba đó là các bạn cần phải phân biệt rõ giữa IT và technology. Công nghệ khác với IT, thường thì các bạn hỏi về những cái môi trường này không có ai hỏi các bạn về IT đâu người ta sẽ hỏi về các bạn là các bạn nắm vững gì về mặt công nghệ nè, nếu các bạn trong quá khứ các bạn làm các bạn áp dụng những cái công nghệ gì nè, định hình các bạn sẽ chuẩn bị áp dụng những cái công nghệ gì trong cái sản phẩm trong cái vị trí làm việc mà các bạn đang phỏng vấn nè, các bạn phân biệt rất rõ giữa IT và technology, rồi cái tiếp theo các bạn phải phân biệt rõ ràng công việc giữa mảng product giữa mảng business và mảng IT, Chứ các bạn thường sẽ thấy là À, đôi khi à, bản thân hai lúa khi mà phỏng vấn ứng viên đôi khi người ta không phân biệt được khái niệm giữa product, đất business và it đôi khi các bạn à, trả lời cho mình là à, tiếp nhận yêu cầu từ phía business rồi mang về bill sản phẩm thì các bạn gọi là cái đó là các bạn đang làm product. đất à, không phải như các bạn cái đó là các bạn đang làm ba thôi chứ không phải các bạn đang làm product. đất làm rồi đất là các bạn phải làm từ đầu chí cuối Các bạn phải xây dựng được chiến lược đi của sản phẩm Các bạn phải định hình được kinh doanh của sản phẩm Các bạn phải làm sao mang lại doanh thu cho sản phẩm Các bạn cũng phải định hình được IT và công nghệ của sản phẩm nữa Chứ không phải là các bạn kêu là bên business mô tả như thế nào Về nhu cầu, về yêu cầu Rồi các bạn mang về, các bạn phân tích, các bạn đưa ra Thì các bạn gọi làm sản phẩm Ủa các bạn thấy cái đó có khác gì các bạn làm BA đâu các bạn Cái đó người ta là đang làm BA chứ không phải là đang làm product cái tiếp theo đó là các bạn phân biệt rõ ràng giữa sản phẩm số và sản phẩm truyền thống, đừng bao giờ áp đặt cái cách làm của sản phẩm truyền thống vào sản phẩm số. Sản phẩm số đòi hỏi rất là nhiều cái yêu cầu liên quan tới quy trình số, liên quan tới hạ tầng, liên quan tới xử lý thị trường, liên quan tới các cái vấn đề khác nhau lắm, chúng ta không thể nào áp đặt được. Phân biệt rõ việc sale và việc phát triển sản phẩm các bạn sẽ thấy là chúng ta thường đôi khi chúng ta mang cái thông tin là chúng ta mang cái yêu cầu của khách hàng về chúng ta build sản phẩm những cái đó là công việc của ba những công đó là công việc căn tính ao suột chứ không phải là phát triển sản phẩm nha các bạn chú trọng vào khả năng xử lý tình huống à, đây là một điểm mà các bạn mới các bạn học tủ chắc chắn là sẽ không có các bạn sẽ gặp thấy rất là ú ớ khi mà các bạn xử lý tình huống Đó, cho nên là các bạn quan trọng là các bạn phải trang bị cho mình những cái thông tin ở trên nè sản phẩm thị trường sản phẩm thì mà cái vị trí người ta cần làm là cái gì nè phân biệt rõ những cái yếu tố nè à, hiểu rõ các cái quy trình về mặt sản phát triển sản phẩm nè hiểu rõ các khái niệm giữa product giữa business và it nè rồi từ đó khi mà các bạn bị yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng người ta yêu cầu các bạn xử lý tình huống, các bạn sẽ rất là dễ dàng xử lý. Và cuối cùng là kỳ các bạn xử lý tình huống nào, các bạn cũng phải xoáy sâu vào cái giá trị mang lại cho khách hàng. Xoáy sâu vào làm sao để mang lại lợi nhuận cho công ty. Cái đó là những cái key point để mà các bạn có thể phỏng đậu phỏng vấn. Chứ còn các bạn xô diễn những cái em hiểu về chức năng, tính năng này, em hiểu về các công nghệ này, em sẽ áp dụng những cái công nghệ AI, những cái công nghệ mới nhất để vào. Các bạn nên hiểu các bạn có áp dụng cỡ nào chăng nữa nhưng quan trọng nó có thực dụng hay không, quan trọng nó có mang lại giá trị gì cho khách hàng hay không và quan trọng lại những cái giá trị đó nó có cuối cùng nó có mang về doanh thu lợi nhuận cho công ty hay không. Đó cho nên là các bạn trình bày các bạn phải để ý rất là nhiều về những khái niệm đó. Rồi các bạn lưu ý cái bài kinh doanh số mà mình đã nói ở video clip trước nha các bạn. Các bạn phải rất là take care những chuyện này. Thì các bạn không thể nào mà các bạn cứ show off này kia rồi các bạn cho là mình đậu, cho là mình hay, chắc chắn là mình đậu, chắc chắn là bạn fail luôn các bạn. Chắc chắn là bạn fail luôn, không phải đậu gì hết. Các bạn phải rất là để ý cái chỗ này ha, đừng bao giờ mà các bạn đưa ra những cái nội dung, những cái yếu tố, tố mang tính show off không có tuyệt vui nào mà không tàn chúng ta đã đi qua được một cái series liên quan tới một cái ngành nghề rất là hot hiện nay đó là bank và fintech hy vọng qua series này có thể giúp cho các bạn định hình về những kiến thức kỹ năng trong cái lĩnh vực bank và fintech để mà các bạn có thể tìm kiếm việc làm để bạn các bạn có thể bắt nhịp nhanh với cái công việc trong cái môi trường bank và fintech hai lúa và chào các bạn và chúc các bạn thành công trên con đường bank và fintech này